Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Khánh Hòa tối nay, thứ Tư ngày 16 tháng 2 năm 2022, với những nội dung đáng chú ý sau. Khánh Hòa sôi nổi ngày hội giao nhận quân năm 2022, tuyển hơn 2.000 thanh niên lên đường nhập ngũ. Nha Trang, quản lý thu thuế trong hoạt động xây dựng tư nhân. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, cùng với các tỉnh thành khác trong cả nước, tỉnh Khánh Hòa đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022, tuyển hơn 2.100 thanh niên hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đều đồng loạt tổ chức buổi lễ giao nhận quân, đảm bảo đúng tiến độ và kế hoạch được giao, đồng thời ưu tiên cho mục tiêu phòng chống dịch COVID-19 lên hàng đầu. Lãnh đạo tỉnh đã đến dự và động viên các thanh niên tại lễ giao nhận quân năm 2022. Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt tại sân vận động 19 tháng 8 Nha Trang, làm cho không khí của ngày hội lớn của tuổi trẻ của toàn quân thêm rộn ràng. Năm nay, thành phố Nha Trang được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi hơn 400 thanh niên lên đường nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm nay diễn ra trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao, thích ứng linh hoạt của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp nên đã hoàn thành công tác giao nhận quân. Tại sân vận động 19 tháng 8 Nha Trang, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 5 cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố Nha Trang đã đến tham dự buổi lễ, chúc mừng và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Phải nói rằng là chất lượng của thanh niên năm nay là có cao hơn năm trước, đặc biệt về sức khỏe và trình độ văn hóa. Triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm nay thì trong cái điều kiện dịch COVID-19 thì chúng tôi cũng phải phối hợp với các ban ngành đoàn thể để triển khai đồng bộ các cái giải pháp từ công tác quán triệt tuyên truyền và vận động nhân dân cũng như thanh niên gia đình để thực hiện các cái biện pháp 5K theo khuyến cáo và quy định của Bộ Y tế. Ngoài ra thì trước, trong và sau cái ngày nhập ngũ thì chúng tôi cũng đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm PCR và test nhanh trước khi đưa thanh niên lên sông. Phát huy truyền thống anh hùng của địa phương, thanh niên thị xã Ninh Hòa cũng hăng hái lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc với quyết tâm cao nhất. Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng đến tham dự buổi lễ và động viên các tân binh. Năm nay Ninh Hòa là địa phương được giao chỉ tiêu tuyển quân lớn nhất toàn tỉnh với 479 thanh niên. Buổi lễ giao nhận quân tại Ninh Hòa diễn ra trang nghiêm, nhanh gọn, bảo đảm công tác phòng chống dịch. Các tân binh đều phấn khởi, tự hào, hứa sẽ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả mà đảng và nhà nước giao phó. Ninh Hòa cũng là một trong những địa phương có tỷ lệ thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ cao trên địa bàn tỉnh. Với tinh thần tự nguyện thì tôi năm nay tôi viết đơn xin nghĩa vụ quân sự. Tôi xin hứa là trong môi trường quân đội là sẽ cố gắng rèn luyện về phát huy bản thân về hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hòa chung không khí sôi nổi của ngày hội giao nhận quân, 177 thanh niên của hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh cũng phấn khởi lên đường nhận nhiệm vụ. Dù gặp nhiều khó khăn, đặc thù, nhưng nhiều năm qua, hai địa phương vẫn hoàn thành tốt kế hoạch, chỉ tiêu tuyển quân được giao. Tỷ lệ thanh niên là người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ khá cao, bình quân trên 85%. Chất lượng các thanh niên trúng tuyển luôn duy trì mức tăng qua các năm. Thanh niên có sức khỏe tốt, nhiều chiến sĩ mới, có trình độ cao đẳng, đại học. Đây là những nỗ lực đáng ghi nhận của chính quyền hai địa phương miền núi trong việc tuyển chọn, nâng cao chất lượng tân binh. Phát huy truyền thống quê hương Khánh Đông về cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của đảng đã giao về chung nhà nước, giao cho chính phủ. Đối với địa bàn miền núi của huyện Cái Chôn, chúng tôi đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện cử các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện và chỉ đạo chặt chẽ Ban Chỉ huy Quân sự các xã thị trấn và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự ban của các xã thị trấn tổ chức làm tốt các bước trong quy trình xét duyệt cấp thôn, cấp xã và cấp huyện. Từng thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã xuống từng gia đình, từng thôn và tổ chức gặp mặt thanh niên. Đặc biệt là chúng tôi đã tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương xuống thăm hỏi, động viên, tặng quà cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Vì vậy, 100% thanh niên đều an tâm tư tưởng xác định tốt nhiệm vụ. Năm 2022, tỉnh Khánh Hòa tiến hành tuyển chọn và giao 1.850 thanh niên cho 8 đơn vị nhận quân thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5.
Ngoài ra còn có 281 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân của công an tỉnh. Để nâng cao chất lượng và hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân được giao, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đã triển khai cho các địa phương ra soát và nắm chắc thực lực công dân trong độ tuổi nhập ngũ, nhất là những trường hợp công dân vắng mặt tại địa phương để vận động gia đình và thanh niên khám bổ sung. Kết quả năm 2022, tỷ lệ thanh niên trúng tuyển đạt sức khỏe loại 1, loại 2 có sự chuyển biến tích cực, đạt tỷ lệ 45%, cao hơn bình quân các năm trước. Ngoài ra, các tiêu chí quan trọng khác đối với tân binh cũng đạt mức cao. Đồng thời, nhờ làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, thanh niên cũng như các gia đình đều ý thức được nghĩa vụ trách nhiệm đóng góp vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tôi cũng rất là vinh dự được con mình đứng về hàng ngũ của quân đội. Đó là một trách nhiệm của người thanh niên khi trưởng thành. Trách nhiệm bảo vệ đất nước là nhiệm vụ chung. Đó là một cái vinh dự cho cá nhân gia đình tôi cũng như là tất cả mọi thanh niên khi trưởng thành. Về tôi cũng luôn nhắc nhở con mình khi bước vào quân đội thì phải là tu dưỡng rèn luyện thật tốt để trở thành người quân nhân tốt trong đơn vị. Tự nguyện. Là con út nhà, con là con thứ hai. Gia đình em dậy rất là sớm để đưa con đi và cái gia đình luôn. Nói chung vợ chồng em cũng chồng em bệnh nhưng mà cố gắng để tiến con lên đường. Mong cho con được hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ quân sự công dân là một điều tốt cho rèn luyện cho đi lính cho em cũng mong con mình được hoàn thành. Dù gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là tác động từ đại dịch COVID-19, nhưng nhìn chung, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều nỗ lực nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao. Trong đó phải kể đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của chính quyền các cấp với các ngành chức năng và lực lượng có liên quan được phát huy và mang lại hiệu quả cao. Từ đầu là chúng tôi thực hiện tốt công tác đăng ký và quản lý tốt lứa tuổi 17 và theo dõi những cái biến động trong quá trình của các thanh niên. Thứ hai nữa là cái bước xét duyệt chính sách của các xã thị trấn phải nói là hết sức nghiêm túc, chặt chẽ và đúng các cái quy trình. Thứ ba là trong quá trình đi lại của thanh niên, chúng tôi đã áp dụng các biện pháp và thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch. Cho nên thanh niên chấp hành hết sức nghiêm túc việc đi lại sinh hoạt phải nói là luôn luôn tuân thủ. Thông qua công tác tuyên truyền vận động nắm thực lực thì cơ bản là số lượng thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ đã về khám là tương đối và trong đó là đảm bảo được đủ điều kiện sức khỏe là 273 thanh niên thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao đó là 268 thanh niên thì cơ bản là 273 thanh niên đều có mặt tại sân để thực hiện cái lễ giao nhận quân. Và năm 2022, thành phố Cam Ranh đã thực hiện giao đúng, giao đủ chỉ tiêu về các cái đầu mối nhận quân và theo chỉ tiêu của tỉnh giao. Theo ghi nhận tại tất cả các địa phương, ngày hội giao quân tại Khánh Hòa diễn ra trong không khí vui tươi, an toàn, đúng tiến độ, đảm bảo 100% chỉ tiêu trên giao, thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ. Năm nay có hai cái việc nổi bật. Một là đã phối hợp cùng với công an kiên quyết loại bỏ những trường hợp vi phạm pháp luật trước khi vào quân đội. Việc thứ hai là số mắc nhiễm COVID-19 đã được chỉ đạo của Bộ Tổng Tham mưu thực hiện điều trị tại địa phương sau 14 ngày khỏi bệnh khi có kết luận của hội đồng khám sức khỏe của các huyện, thị xã, thành phố thì tiếp tục đổi bù và giao quân cho các đơn vị theo kế hoạch. Năm nay do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên lễ giao quân diễn ra ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo tính trang nghiêm. Đến 7 giờ 30 cùng ngày, buổi giao quân kết thúc, các tân binh được giao về các đơn vị đảm bảo 100% quân số. Trước giờ lên đường, các tân binh đều được kiểm tra thân nhiệt để đảm bảo sức khỏe, phòng chống dịch bệnh. Chương trình tiếp tục với những tin tức khác. Chiều nay, khối thi đua các cơ quan tham mưu của tỉnh ủy khối 1 tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022. Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến dự. Sau một thời gian làm việc, trao đổi, thảo luận,
khối thi đua các cơ quan tham mưu của tỉnh ủy khối 1 gồm 6 cơ quan đã hoàn thành chương trình đề ra. Các đơn vị đã thông qua quy chế hoạt động, kế hoạch của khối năm 2022, quy định nội dung đánh giá, chấm điểm và bình xét thi đua, báo cáo tổng hợp, đăng ký thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong khối năm 2022. Cụ thể, các đơn vị đã thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2022 với những nội dung: thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thực hiện nghiêm túc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022 gắn với việc thực hiện nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng. Văn phòng tỉnh ủy được giao nhiệm vụ trưởng khối 1 năm 2022. Nội dung phấn đấu và các tiêu chí ký kết giao ước thi đua được 6 đơn vị thành viên trong khối nhất trí thông qua và ký cam kết thực hiện. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành vào chiều nay để nghe báo cáo về tình hình thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vân Phong - Nha Trang thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Cùng dự có ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vân Phong - Nha Trang thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tại Nghị quyết số 44 ngày 11 tháng 1 năm 2022. Tổng chiều dài dự án khoảng 84 km đi qua 4 huyện, thị xã gồm Vạn Ninh, Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, Diên Khánh với điểm đầu tại km 285 000. Vị trí nút giao hầm Cổ Mã, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh và điểm cuối tại km 369 000, vị trí giao với quốc lộ 27C thuộc xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh. Để phù hợp với nhu cầu vận tải, khả năng nguồn lực và bảo đảm hiệu quả đầu tư, quy mô đầu tư phân kỳ 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m, vận tốc thiết kế 80 km/h. Ngoài hạng mục đường cao tốc, công trình gồm 4 nút giao liên thông, 6 nút giao trực thông, 13 cầu vượt sông suối, 11 cầu vượt nút giao. Tổng mức đầu tư khoảng 12.906 tỷ đồng. Theo khảo sát, tổng diện tích giải phóng mặt bằng là khoảng 779,6 ha. Hiện các đơn vị liên quan đang triển khai thực hiện các hồ sơ thủ tục pháp lý, đồng thời khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, mỏ vật liệu xây dựng, bãi thải. Dự kiến từ tháng 2 năm nay sẽ tiến hành công tác giải phóng mặt bằng. Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu Ban Quản lý Dự án 7 phối hợp với các sở ban ngành địa phương rà soát, cập nhật chính xác các dữ liệu về giải phóng mặt bằng, hộ dân bị ảnh hưởng, nhu cầu tái định cư, mỏ vật liệu xây dựng trên tuyến đường này. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương có đánh giá về các mỏ đất đá đang khai thác trong khu vực này. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần chuẩn bị ngay các thủ tục đầu tư khu tái định cư. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Ban Quản lý Dự án 7, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ định thầu khu tái định cư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng thống nhất giao các địa phương thành lập hội đồng bồi thường ngay sau khi cắm mốc, kiểm đếm. Cũng trong chiều nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tại Khánh Hòa, ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự hội nghị. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11 ngày 30 tháng 1 năm 2022 và triển khai Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã chỉ đạo triển khai trong toàn hệ thống các chương trình tín dụng chính sách và thực hiện hỗ trợ lãi suất, cấp bù lãi suất và phí quản lý theo quy định tại Nghị quyết số 11. Trong đó, ngân hàng dành tổng nguồn vốn 10.000 tỷ đồng cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, 15.000 tỷ đồng cho vay cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở xã hội, 3.000 tỷ đồng cho học sinh sinh viên vay để mua máy tính phục vụ học tập và trang trải chi phí học tập, 1.400 tỷ đồng cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 1 tháng theo yêu cầu phòng chống dịch. Hỗ trợ lãi suất 2% một năm đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6% một năm và được giải ngân trong giai đoạn 2022-2023. Ngân hàng Chính sách Xã hội đã chỉ đạo chi nhánh các tỉnh, thành phố, báo cáo tham mưu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, chỉ đạo các sở ngành liên quan, tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, rà soát đối tượng thụ hưởng, tổng hợp nhu cầu vốn đối với các chính sách cho vay ưu đãi thuộc chương trình để làm cơ sở phân giao kế hoạch nguồn vốn năm 2022 và năm 2023. Triển khai kịp thời hiệu quả các chính sách cho vay ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách Xã hội theo quy định tại Nghị quyết số 11.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, số thu thuế từ hoạt động xây dựng nhà tư nhân đã đóng góp một phần quan trọng trong số thu ngân sách tại nhiều địa phương. Tuy nhiên, xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhất là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, số thu từ hoạt động xây dựng tư nhân năm 2021 đã giảm khá nhiều, ảnh hưởng đến nguồn thu chung của các địa phương. Do đó, bước sang năm 2022, các địa phương đã tích cực triển khai nhiều biện pháp để quản lý nguồn thu hiện nay. Phóng sự sau nhằm phản ánh những khó khăn và giải pháp chống thất thu thuế hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn thành phố Nha Trang. Theo Chi cục Thuế thành phố Nha Trang, trước những khó khăn do tác động từ dịch bệnh, để đảm bảo số thu được giao năm 2021, đơn vị đã tăng cường rà soát, đôn đốc và phối hợp tốt với Ủy ban Nhân dân các xã phường trong công tác thu thuế hoạt động xây dựng nhà tư nhân trên địa bàn thành phố. Kết quả thực hiện trong năm 2021, ngành thuế quản lý 576 hộ với số thuế đạt hơn 6 tỷ đồng, giảm 483 hộ và giảm hơn 4 tỷ 700 triệu đồng, tương ứng với số thuế giảm 44% so với cùng kỳ. Số thu từ hoạt động xây dựng tư nhân giảm so với cùng kỳ, chủ yếu do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, giảm thu nhập dẫn tới giảm nhu cầu xây dựng. Không hoạt động được, bởi vì thứ nhất là do dịch, thứ hai là cái giá cả vật tư nó biến động. Mình thuế thì trước đây thì mình chấp hành rất ok, khi mà cái công việc nó thuận lợi thì nó rất ok. Nhưng mà trong 2 năm nay thì thuế của mình mình bị trục trặc, cho nên vẫn đương bị chậm thuế. Ngoài ra, các đối tượng nhận thầu xây dựng nhà ở tư nhân chủ yếu là các cá nhân và nhóm cá nhân, hầu hết không có đăng ký kinh doanh và không có đăng ký thuế, không thực hiện việc kê khai nộp thuế và cố tình né tránh cơ quan thuế. Nhiều cá nhân và nhóm cá nhân hoạt động không ổn định, thường xuyên lưu động nên rất khó quản lý. Các quy định chế tài đối với hoạt động xây dựng tư nhân còn lỏng lẻo. Bên cạnh đó, người dân là chủ đầu tư các công trình xây dựng nhà ở cũng không hợp tác với cơ quan thuế và công chức thuế trong việc cung cấp thông tin về tổ chức cá nhân nhận thầu thi công cho cơ quan thuế để thực hiện quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng tư nhân theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân phường thì có một cái bộ phận chuyên trách là công tác địa chính xây dựng. Đó thì với cái chức năng nhiệm vụ thực hiện giám sát công tác thực hiện pháp luật thuế trên địa bàn, đó thì ủy ban phường đã tích cực chủ động trong cái việc chỉ đạo công tác rà soát quản lý toàn bộ hoạt động xây dựng tư nhân, và tất cả các cái trường hợp mà xây dựng thì đều được là bộ phận địa chính phường phối hợp với lại tổ dân phố kiểm tra. Trước tình hình dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến phức tạp, ngành thuế thành phố xác định năm 2022 sẽ là một năm nhiều khó khăn đối với công tác thu thuế. Để đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước, Chi cục Thuế Nha Trang tiếp tục thực hiện công tác chỉ đạo cho các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra địa bàn và phối hợp tốt với các đội thuế trong việc quản lý đối với hoạt động này. Mặt khác, tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động thuế xây dựng tư nhân, giám sát các hoạt động của các bộ phận chức năng liên quan đến công tác hoạt động quản lý thuế. Tăng cường phối hợp với các ban ngành và chính quyền địa phương trong công tác quản lý thu thuế để tạo ra một sự đồng thuận cũng như là tranh thủ được cái sự hỗ trợ trong công tác quản lý thu thuế và đẩy mạnh triển khai thực hiện các kế hoạch tăng cường quản lý thu và chống thất thu thuế đã ban hành, đồng thời nghiên cứu ban hành thêm những cái kế hoạch mà tăng cường kiểm tra chống thất thu đối với một số ngành nghề lĩnh vực hoạt động mà ít bị chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 và tăng cường công tác đôn đốc thu thuế nợ và thuế phát sinh sẽ bám sát vào tình hình thu ngân sách nhà nước, đồng thời là đánh giá cái mức độ ảnh hưởng của dịch COVID-19, những chính sách gia hạn, các biện pháp giãn cách để đến từng nguồn thu và từ đó là đề ra được những cái đề án khai thác nguồn thu kịp thời. Chi cục thuế Nha Trang cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nghĩa vụ kê khai nộp thuế, hướng dẫn, vận động, giải thích về nghĩa vụ kê khai nộp thuế từ hoạt động xây dựng tư nhân cho người nộp thuế, tăng cường phối hợp giữa các đội quản lý thuế nhằm quản lý chặt chẽ các khoản thuế phát sinh từ hoạt động xây dựng tư nhân ở địa bàn thông qua việc cung cấp, trao đổi thông tin. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân xã phường cần chủ động kiểm tra các công trình được cấp phép xây dựng hoặc trường hợp được miễn cấp phép xem thực tế đã thi công công trình hoặc chưa thi công để có giải pháp quản lý thuế. Cuối chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa, khối thi đua công đoàn ngành 1 đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2022. Khối thi đua gồm 5 đơn vị: công đoàn viên chức, công đoàn ngành giáo dục, công đoàn ngành y tế, công đoàn tổng công ty Khánh Việt và công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Yến Sào Khánh Hòa. Các đơn vị đã thảo luận và thống nhất thực hiện 11 nhiệm vụ cơ bản trong năm 2022.
trong đó đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đổi mới sáng tạo hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn gắn với chủ đề hoạt động năm 2022. Chăm lo việc làm, đời sống người lao động, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội Công đoàn 12 Công đoàn Việt Nam. Đồng thời tuyên truyền vận động các công đoàn cơ sở tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Các đơn vị phấn đấu năm 2022, 100% cán bộ công chức viên chức đạt lao động tiên tiến, 5 trên 5 công đoàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ, một đơn vị được nhận cờ dẫn đầu phong trào thi đua. Khối thi đua công đoàn ngành 2 gồm 5 đơn vị: Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công đoàn ngành Công thương, Công đoàn ngành Xây dựng, Công đoàn ngành Giao thông, Công đoàn các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh cũng đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022 vào chiều nay. Trong năm 2021, các đơn vị trong khối đã vận động công nhân viên chức lao động tích cực thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Hoạt động chăm lo, hỗ trợ, tặng quà Tết tháng công nhân cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn đã thể hiện vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn. Các chế độ chính sách đối với người lao động cũng được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tại hội nghị, các đơn vị khối thi đua công đoàn ngành 2 đã ký kết giao ước thi đua năm 2022 với các nội dung: thực hiện tốt chức năng của tổ chức công đoàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong công nhân viên chức lao động, tích cực học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng được nhu cầu hội nhập kinh tế. Phấn đấu 100% cán bộ công chức viên chức lao động đạt lao động tiên tiến, 5 trên 5 công đoàn ngành được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chấp thuận cho công ty trách nhiệm hữu hạn Hunkidori Việt Nam tổ chức cuộc thi Hoa hậu du lịch biển Việt Nam năm 2022. Theo kế hoạch, vòng bán kết sẽ diễn ra vào ngày 9 và ngày 10 tháng 7 năm 2022 tại khu du lịch Champa Island, Nha Trang. Vòng chung kết cuộc thi từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao ở Nha Trang. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Hunkidori Việt Nam có trách nhiệm chấp hành các quy định tại Nghị định 144 của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, xây dựng phương án và chấp hành đúng đầy đủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, đơn vị tổ chức phải chấp hành dừng tổ chức cuộc thi nếu cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Những thông tin và ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.